Xin chào cả nhà. Đầu tiên chúc mọi người nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ nha. Hôm nay Trang lên, Trang muốn chia sẻ về vấn đề của Trang, vấn đề gia đình, con cái và vấn đề làm thụ tinh trong ống nghiệm của Trang đó. Trang đã trải qua như thế nào cho mọi người nghe và hiểu hơn về Trang nha. Tại vì có quá nhiều câu hỏi cà khịa cũng như là câu hỏi thiếu tế nhị, nó làm cho Trang rất là khó chịu. Và những câu hỏi gần đây nhất là tính gần đây thôi nha cả nhà, từ đầu năm đến nay thì cũng có quá nhiều câu hỏi, mà năm nào Trang cũng nhận nhiều câu hỏi như vậy thì Trang rất là mệt luôn. Ví dụ như đầu năm thì có gần Tết đó, 2022 thì có một anh ảnh giao bánh tét, anh tới anh giao cái ảnh hỏi là gần Tết rồi làm đứa đi đó chẳng hạn vậy. Mà anh đã lớn tuổi rồi nha cả nhà, nhiều khi người lớn lớn chứ người ta thiếu cái sự tế nhị thì ta hay đưa ra những câu hỏi làm cho người khác buồn lắm mọi người. Người ta không có biết người khác buồn đâu, người ta chỉ hỏi cho đã cái miệng thôi, muốn nói cho đã cái miệng thôi, nhưng thật sự là họ không có quan tâm người khác có buồn hay như thế nào đâu. Và Trang hay đi chợ Việt Nam đó thì gặp người này người kia thì họ cũng hay hỏi lắm, sao không đẻ đi, ham chơi quá vậy, lấy chồng lâu rồi mà chồng vô dụng thì bỏ đi, đó như vậy mọi người. Thí dụ đó là những cái câu thí dụ thôi nha, thí dụ gần đây Trang nhận được những cái câu đó đó, còn nhiều vô số. Khi mà về Việt Nam thì rất nhiều câu thôi mà nhức đầu lắm, hỏi ai cũng hỏi, gặp mình thì người ta có hỏi khỏe không, sau đó là hỏi chuyện vấn đề con cái liền mọi người. Mà Trang thì không thể nào mà kể từng chi tiết từ đầu tới đuôi cho từng người được. Vì vậy Trang phải kể cho lên đây một lần cho những người ta thắc mắc, người ta sẽ xem và ta sẽ hiểu hơn, ta sẽ không có hỏi cà khịa mình nữa. Mặc dù những người đó thì cũng không có thích Trang lắm, nhưng mà vẫn thích nhìn vào cuộc sống của Trang, vẫn thích muốn biết được những cái gì Trang đã trải qua đó. Vì vậy Trang hôm nay Trang lên Trang sẽ thỏa mãn cái sự tò mò của mọi người luôn ha. Giờ nói từ 2009 đi. 2009 thì Trang lúc đó Trang 26 tuổi, Trang gặp chồng Trang ở Việt Nam. Chồng Trang là lúc đó học xong và đi về Việt Nam du lịch, và gặp Trang ở Việt Nam. Lúc đó chồng Trang chỉ có 22 tuổi thôi mọi người. Chồng Trang là sinh năm 1987, Trang sinh năm 1983 đó. Chồng Trang nhỏ hơn Trang 4 tuổi. Sau khi mà gặp nhau tìm hiểu thì 2012 tụi mình kết hôn. Và 2013 thì tụi mình làm giấy tờ là mình đi qua bên Pháp định cư đó. Và từ năm bắt đầu vấn đề xảy ra từ năm 2013 thì tới 2015 đó, thì Trang nói với chồng Trang là Trang muốn tập trung vào công việc nè, vào việc làm và học hành, học tiếng Pháp đó mọi người. Cho nên Trang dành 2 năm để làm việc, học hành, sau đó là mới nghĩ tới chuyện các con. Lúc đó thì 2 năm sau thì tới năm 2015. Từ 2015 cho vợ chồng Trang thả cho đến 2017 thì vẫn chưa có gì nha cả nhà. Trong 2 năm đó thả mà nó không có kết quả gì hết trơn, mà trong khi ba mẹ chồng Trang, gia đình chồng Trang rất là nôn lắm, rồi ai cũng hỏi hết, ông nội bà nội phía chồng Trang cũng hỏi, cũng là quá nôn rồi, ai cũng hỏi. Và mọi người cứ nghĩ là chắc là do Trang là lớn tuổi khó sinh, vì vậy khó thụ thai đó cả nhà. Lớn tuổi khó thụ thai vì vậy cứ nghĩ là Trang không, mà Trang cũng, chính bản thân Trang cũng vậy. Trang nghĩ tại là do mình, tại vì mình lớn tuổi đó, mình không có khả năng. Mình lúc đó là Trang 32 tuổi luôn hay sao, 32, 33 gì đó. Là Trang nghĩ chắc lớn tuổi phụ nữ cỡ tuổi đó thì khó thụ tinh, khó thụ thai đó. Vì vậy Trang cứ nghĩ là tại Trang. Mà trước khi đi khám thì Trang cũng đã nghĩ rồi, nếu mà tại lý do là tại mình á, thì mình sẽ để cho ông xã mình sẽ ra đi và để cho ông xã mình kết hôn với người khác và có con. Tại vì chồng mình là con trai một, còn cháu đích tôn trong dòng họ nữa đó cả nhà. Vì vậy mình cũng không muốn chồng mình bị đứt đoạn đâu đó. Vì vậy nên trước khi đi khám mình đã nghĩ vậy rồi. Không ngờ là sau khi đi khám thì bác sĩ mới nói Trang là bình thường. Còn chồng của Trang là cái tinh trùng của chồng Trang khi mà xuất tinh thì không có cái con tinh trùng não trỏng, là zero, nó giống như là nước lã, nước lạnh gì đó, không có gì hết.
Xong khi mà nghe cái tin này thì Trang cũng được nhẹ nhõm một xíu, mặc dù rất là buồn. Nhẹ nhõm ở đây là không phải là Trang là người bị khó, mà là do ông chồng của Trang. Vì vậy là khi về nhà thì mới báo tin, mới nói phía gia đình chồng là như vậy, là mẹ chồng ba chồng rất là buồn, vô cùng buồn luôn. Tại mới đầu ba mẹ chồng Trang rất là sốc, cứ nghĩ là tại Trang chứ không phải tại chồng Trang đâu, tại chồng Trang còn trẻ còn khỏe mà đâu nghĩ là ổng đâu. Đó, không ngờ khi mà chính chồng Trang bị thì ba mẹ chồng Trang là người sốc đầu tiên, tại vì cái kết quả nó không như mà họ nghĩ đó mọi người. Đó. Tiếp theo nữa tiếp theo nữa đây là những cái vấn đề hơi rắc rối, nó xảy ra nhiều lắm mọi người ơi. Có nghĩa là sau khi đi khám là biết ai là nguyên nhân rồi đó, thì bác sĩ mới hẹn, bác sĩ chồng Trang phải đi mổ tinh hoàn để kiểm tra là trong cái tinh hoàn á nó có cái con tinh trùng nào có thể sử dụng làm thụ thai trong ống nghiệm được hay không. Đó, sau khi mổ, trước khi mà đưa vô khám là khám, hẹn hò bác sĩ khám lum la, xong sau đó đến ngày mổ, trước khi chồng mình đưa vào mổ thì mẹ chồng mình á mới kéo mình ra cái chỗ chờ đó để phải nói chuyện với mình, nói riêng mình thôi. Lúc đó ba chồng ngồi phía xa, mẹ chồng nói là hỏi mình á là nếu mà chồng của Trang á đi vào mổ mà không có kết quả, không có gì hết, thì có thể lấy nhận tinh trùng từ ba chồng chồng được hay không? Tại vì mẹ chồng mình không có muốn mình nhận tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng á mọi người. Những người bị hiến tặng á, mẹ chồng mình hỏi là không, là có thể là mang thai là nhận tinh trùng của ba chồng mình được hay không. Trang nghe câu đó xong Trang muốn bật ngửa, Trang muốn Trang sốc lắm mọi người ơi. Tại vì Trang đang, cái đầu Trang đang buồn, đang lo lắng là chồng mình mong cho có kết quả, mà trong khi chồng mình đang vào mổ thì mẹ chồng đưa ra lời đề nghị như vậy đó mọi người. Lúc mà Trang vừa sốc mà vừa buồn mà vừa thất vọng với mẹ chồng kinh khủng luôn. Và Trang nói là không ngay lập tức, trong vòng một nốt nhạc luôn. Trang nói không, Trang không đồng ý như vậy. Vì nếu mà Trang muốn có con thì Trang sẽ nhận ở một người nào đó mà Trang không biết mặt của người hiến tặng, chứ Trang không có làm như vậy. Như vậy thì trong gia đình nó lộn xộn mà nó phức tạp lắm mọi người. Tại vì gia đình người Pháp thì mỗi người có truyền thống là cuối tuần là mỗi người gặp nhau lại, ngồi chung với nhau lại, cha mẹ con cái và ông bà nội lớn nhỏ gì chung gộp lại nói chuyện ăn uống rồi vậy đó. Đó là phong tục của người Pháp, đó là như vậy đó mọi người. Đó, vì vậy nếu mà Trang mà chấp nhận Trang làm vậy thì cái cuộc sống nó ngượng ngùng mà nó khủng khiếp mọi người. Trang, nếu mà Trang tưởng tượng ra thì nó lộn xộn mà rất khủng khiếp. Trang nói không ngay lập tức ngay lúc đó, mà Trang rất là buồn luôn. Và trong khi chờ đợi chồng Trang chuyển ra phòng hồi sức á, thì vài tiếng sau bác sĩ đến thông báo thì nói là chồng của Trang là bắt được, lấy ra được 6 con tinh trùng khỏe nhất và đã cho vào tủ cấp đông đó, và dự trữ đó trong đó để cất đó. Sau khi mà mổ Trang á thì lấy phôi của Trang thì sẽ ghép hai cái lại để rồi đưa vào người tử cung của Trang để mà thụ tinh đó, thụ tinh nhân tạo để cấy vô người của Trang. Đó là mới vấn đề của chồng Trang thôi nha. Xong rồi bây giờ tới cái giai đoạn là bác sĩ thông báo xong là được mổ được 6 con á, thì trời ơi Trang nó mừng dễ sợ, mà chồng Trang cũng mừng quá trời quá đất. Lúc đó là hai vợ chồng cầu nguyện quá trời luôn, mà không ngờ trời á thì cũng không có phụ lòng người đó mọi người. Đó, cũng cho chúng mình được một cái niềm vui. Sau đó vài ngày sau á, khi mà mình kiểm, mình giờ nói lại chuyện đó tự nhiên cái người Trang nó hơi, cái tâm lý nó hơi bị cao quá cho nên nó hơi khó một xíu. Có nghĩa là mặc dù chuyện này nó trôi qua mấy năm rồi, nhưng mà khi mà kể lại Trang cũng cái tâm trạng Trang nó quay lại về cái thời khắc đó, nó hơi khó chịu một xíu. Mặc dù bây giờ Trang là bình thường rồi, tâm lý Trang nó bình thường đỡ lại rồi nha, đầu óc Trang nó mở lại rồi, nó không có bị đắm như lúc trước nữa đó. Là nói sao nói khúc nào đó
À, sau khi mà chăm sóc chồng cho Trang á, cái mổ dưới cái tinh hoàn đó, thì nó có một cái vết mổ gì thì phải chăm sóc, rửa và thay băng hàng ngày đó. Vài ngày sau đó chồng Trang lành rồi, rồi lúc Trang mới nói kể cho chồng Trang nghe. Mà trước khi kể Trang suy nghĩ rất là nhiều, không biết kể hay không, kể hay là không, kể hay là không. Trang cứ tự hỏi bản thân mình như vậy. Xong mà Trang cũng tự nói trong lòng mình, nếu mà Trang kể ra mà chồng Trang nó cũng cùng ý kiến với mẹ chồng, ba chồng như vậy thì Trang sẽ ly dị nó luôn. Trang chấp nhận đi về Việt Nam ở luôn, Trang không có muốn sống với cái kiểu gia đình như vậy nữa. Nó tại vì mình ưng cái người này họ không có cùng cái quan điểm với mình á, không có cùng ý kiến và quan điểm của mình với mình, là mình không có còn gì để mà chung sống, nó không có ý nghĩa nữa. Đó. Và sâu hơn sao mọi người, sau khi nói chồng mình rất là tức luôn. Chồng mình đã đi mặc đồ vô và đi qua nhà ba mẹ chồng mình để muốn nói chuyện cho nó rõ ràng, hỏi lại tại sao lại nói như với mình như vậy đó. Trong khi chồng mình đi vào mổ và chồng mình cũng y chang như mình vậy, nói là nếu mà nó không có thì mình nhận tinh trùng của người khác chứ không có làm như vậy được, lộn xộn xin ngầu. Mỗi lần cuối tuần gặp nhau, cha mẹ con cái gặp nhau rồi nhìn cái mặt nhau nó sượng sùng, nó không có cái chút gì mà tự nhiên rồi. Nếu mà Trang đồng ý làm như vậy đó cả nhà, Trang nghĩ tới giai đoạn đó là Trang muốn khủng khiếp đó mọi người. Cái thời gian đó là vợ chồng Trang bị stress rất là nặng, và chúng mình được bác sĩ kê thuốc stress để uống trong vòng 6-7 tháng trời liên tục như vậy. Bệnh trầm cảm nặng luôn, hai vợ chồng nặng lắm. Mình á, lúc đó tâm trạng của mình lúc đó chỉ có muốn chết. Và nhìn những người xung quanh mình ghét vô cùng, không có thích một ai. Nhìn người nào mình muốn cãi lộn với người đó thì bản thân mình còn ghét mình nữa, thì làm sao mà mình thương được người nào mọi người. Mà chồng mình cũng vậy á, cái khoảng thời gian đó mấy tháng trời hai đứa ngủ riêng luôn. Mỗi lần đụng vô ổng muốn hỏi khỏe không, muốn đụng vuốt cái vai, vuốt cái người thì ổng hất ra ổng la làng lên, ổng la mà giống như là bị giật điện giang vậy, la hét lên như người bị tâm thần vậy. Lúc đó hai cái thời gian khủng hoảng đó khủng khiếp thiệt các mọi người. Mặc dù uống thuốc trầm cảm nó chỉ đỡ thôi chứ nó không có hết mọi người. Thời gian qua dần thì nó mới bớt đó mọi người ơi. Bây giờ Trang kể tiếp tới cái đoạn này. Tới cái đoạn Trang nha. Trang đi làm xét nghiệm, Trang đi thử máu nè. Trước khi mà lấy phôi á là Trang đi thử máu, sau đó là siêu âm tử cung. Sau đó là về nhà thì bác sĩ sẽ cho người y tá tới nhà chích thuốc vào người của Trang để cho hỗ trợ cái phôi cho nó tốt á, rồi trứng, rồi hỗ trợ trứng nè, phôi nè. Đó, xong đó là cái ngày thứ 15, 16 á, thì đi vào trong bệnh viện đó rồi mới lấy phôi. Mà cái thời gian đó, cái khoảng thời gian đó là cứ 2 ngày 3 ngày là vợ chồng Trang đi vô bệnh viện lần. 2 ngày 3 ngày đi vô bệnh viện lần đó, đi đến nỗi mà đi như ăn cơm bữa luôn á mọi người, đi thường xuyên vậy, cứ cách một ngày đi lần, cách ngày đi lần vậy mọi người. Khủng khiếp lắm. Mà sau khi lấy phôi được thì Trang lấy được 4 cái phôi khỏe, 4 cái phôi tốt để có thể mà thụ tinh. Vì vậy là lần đầu tiên Trang làm thì về nhà tới ngày 28 khi mà khi mà vô bác sĩ đặt vô phối hai cái thành công rồi, bác sĩ alo cho mình á, đi vào bệnh viện để đặt cái đó vô cái cửa mình của Trang á đó, thì lúc đó ngày 15-16 á, khám miết xong thấy ok rồi, xong đặt vào xong rồi về nhà đợi trong vòng 2 tuần xong mới đi xét nghiệm máu để coi mình có đậu hay không đó mọi người. Thì trong vòng 2 tuần đó, chưa tới 2 tuần mọi người ơi, mới có 28 ngày, chưa tới ngày đi thử máu, mới ngày thứ 28. Ngày 28 của cái ngày mà tính từ ngày rụng bị kinh đó nha mọi người. Thì là tại vì mình có kinh lại mọi người, mình không thấy, không có cảm giác gì luôn, mình có kinh lại bình thường vậy. Xong rồi alo cho bác sĩ nói là ok, như vậy là không có thành công rồi. Vì vậy là nghỉ một vài tháng, sau đó là đi vào làm lần thứ hai. Mà lần thứ hai cũng y chang như lần đầu vậy mọi người ơi. Đó mà Trang kể nhanh như vậy cho nó qua câu chuyện đó mọi người.
lần thứ hai cũng y chang lần đầu, và lần thứ ba, lần thứ ba thì ngon lành hơn một xíu. Lần thứ ba thì đến cái ngày 34, mà đến ngày 34 mà chờ ngày thứ 34 đó là buổi sáng đó. Sau khi chăng thứ thấy ngày 34 rồi mừng quá mọi người ơi, mừng kinh khủng luôn. Nói là trời ơi, chưa bao giờ mình thấy là ngày 34 là thường thường á, mình có kinh ngày 28, 29, 30, 31 là hết rồi. Là ngày 34 chưa có, Trang cứ nghĩ là mình đã có kinh, à mình đã có thai, đậu thai rồi, mừng đến từng giây mỗi ngày trôi qua mà hoặc chưa thấy, không thấy có kinh á là mừng. Mình nói là mừng thầm trong lòng, mình nghĩ là mình ok, mình đậu thai chắc là như vậy. Mình cứ nghĩ như vậy, mình mừng thầm mà không dám nói. À, sau khi mà ngày 34 đó, tối đó lại thì tự nhiên có kinh mọi người ơi. Là có kinh lại. Mình cái thấy trễ như vậy là mình nghĩ là có kết quả tốt, nhưng mà không phải mọi người. Có kinh rồi xong. Đợi vài tháng sau xong đi làm lần thứ tư. Lần thứ tư thì cũng làm y như vậy luôn, xong tới cái ngày, tới cái 2 tuần sau hẹn đi thử máu để kiểm tra coi có thai hay không á, là mọi người biết trong cái 2 tuần đó nó dài giống như là 2 tháng nhỉ. Mỗi ngày trôi qua Trang cứ nhìn đồng hồ, nhìn kim đồng hồ, sáng nào Trang cũng thức ngủ trễ, thức dậy sớm mà cứ trông cho lẹ qua ngày, lẹ qua ngày, lẹ tới ngày mình đi thử máu. Hên may sao trời thương mọi người. À, khi mà cái ngày mà 2 tuần á đi thử máu cái bị, là lúc đó là Trang, bác sĩ thông báo là có đậu thai rồi. Trời ơi, hai vợ Trang mừng, hai vợ chồng Trang mừng dễ sợ luôn, mừng giống như là được trúng số độc đắc vậy mọi người. Trang không có hiểu được cái cảm giác mà trúng số độc đắc như thế nào, nhưng mà Trang cảm thấy mừng lắm. Chưa bao giờ trong cuộc đời Trang mà Trang vui mừng đến như vậy đó mọi người, mừng kinh khủng luôn. Mà chồng Trang, trời ơi, chồng Trang vui mà Trang chưa bao giờ thấy chồng Trang vui mà hào hứng phấn khởi mà vui vẻ vậy. Ổng đi làm về cái ổng thấy Trang ổng vui cười, ổng tung tăng. Trời, mà Trang cũng vậy, Trang đi đứng cẩn thận nhẹ nhàng, từng ngày trôi qua trôi qua. Trang thấy cái ngực của Trang nó nở ra, cái đầu ngực Trang thì nó bự ra, bụng thì nó to ra. Trời, Trang vui dễ sợ luôn. Mà mình sống trong cái cảm xúc làm mà mẹ bầu được 2 tháng á, 2 tháng hơn thì 2 tháng rưỡi đó mọi người. Xong cái định 2 tháng rưỡi mà vui vẻ quá, lúc đó muốn nói cho gia đình, thông báo cho gia đình biết. Nhưng mà mình nói thường thường người ta thông báo có bầu á thì tới tháng thứ 3 mới thông báo cho chắc lận, chứ giờ chưa tới 3 tháng mà mới 2 tháng rưỡi mà đó. Vì vậy nên Trang đợi tới 3 tháng Trang mới thông báo luôn. Thì có một nửa đêm, có cái một ngày đó của 2 tháng rưỡi đó đó, trong một đêm đó thì 3-4 giờ sáng tự nhiên Trang cảm thấy đau bụng và nhức đau lưng, đau bụng mà kinh khủng luôn. Chưa giờ Trang cảm thấy đau khủng khiếp vậy á. Sau rồi Trang mới đi toilet. Trang đi toilet thì Trang thấy nó xoạt ra một, trước khi đi toilet nằm trên giường thì Trang thấy cái cửa mình của mình nó ướt. Nó ướt xong Trang thấy ủa sao kỳ, sẽ nó ướt. Xong mới đi toilet, đi toilet thì nó xoạt ra hết luôn một lần luôn mọi người. Xong lúc đó hả, nó sọt xuống toilet đó mọi người. Xong Trang mới lấy cái tay Trang móc lên, Trang móc lên để Trang coi. Trang thấy nguyên một cái bọc, một cái trứng to như thế này, cỡ như thế này, to bằng trứng gà đó mọi người. Nguyên một cái bọc như vậy mọi người, nó sổ ra hết, không có cái gì trong bụng Trang nữa mọi người. Lúc đó là Trang kêu chồng Trang la làng, Trang kêu chồng Trang dạy. Và coi như là hai vợ chồng muốn xỉu luôn, không có còn từ nào nói nữa, thức tới sáng luôn, không có ngủ lại được. Và không có cái lời nào, tại vì không có cái từ ngữ nào mình tả được cái giai đoạn đó mọi người ơi. Kể lại cảm thấy kinh khủng, tại vì cái chuyện này nó xảy ra mấy năm rồi á, Trang đã quên nó rồi, Trang không muốn nhớ lại nữa. Bây giờ kể lại thì nó quá khủng khiếp đối với Trang, tại Trang muốn quên nó, Trang không muốn nhớ đó. Sau đó thì sáng dậy chồng Trang cũng không đi làm được, không đi làm nổi, mới gọi điện là nói là xin nghỉ ngày hôm đó. Tại ổng không có còn tâm trí nào để ổng đi làm nữa mọi người ơi. Mọi người sẽ nói tại sao mày cái chuyện buồn mà mày cười. Trang nói thiệt, Trang gì buồn vui với Trang cũng cười. Nhiều khi cái chuyện đang thảm thiết mà Trang cũng cười được nữa là mọi người. Trang không có khóc được mọi người ơi. Nếu mà Trang khóc thì Trang chỉ khóc được một mình Trang, khi Trang đang một mình, chứ mà còn dưới trước nhiều người hoặc dưới cái camera, trước camera Trang chả bao giờ khóc được hết đó.
Ấy mọi người đừng có ngạc nhiên tại sao Trang kể chuyện buồn thảm Trang cười, Trang buồn vui Trang cười hết á. Đó. Thôi giai đoạn đó xong cái lúc đó Trang buồn quá. Trang mới nói tao muốn đi về với chồng Trang á. Tao muốn đi về Việt Nam 3 tháng rưỡi ở Việt Nam. Để cho nó chữa lành cái vết thương của tao, chứ tao ở đây thì tao chỉ có chết thôi, chứ tao không có thể có còn không còn cái thiết tha, cái sự tha thiết nào để mà sống nữa, tại vì tao quá buồn quá nản rồi. Từ 2017 tới 2019 là bắt đầu là cái giai đoạn từ 2017 tới 2019 là làm thụ tinh trong ống nghiệm 4 lần đều thất bại hết, là không còn cái non nước gì mà để nói nữa. Đó, vì vậy là tháng 9 2019 hai vợ chồng mình đi về Việt Nam và chồng mình ở lại chơi với mình 1 tháng, sau đó ổng quay lại Pháp ổng làm việc, còn mình ở lại Việt Nam thêm 2 tháng rưỡi nữa. Và trong thời gian đó thì chơi với gia đình bạn bè đó, do cho nên là cái vết thương lòng của Trang nó đã hoàn toàn chữa lành luôn. Trang biến thành một người khác bình thường, hoàn toàn biến thành một người khác luôn. Trang rất là bình thường, không, cũng giống như không có chuyện gì xảy ra, cũng giống mọi người đang thấy Trang hiện nay. Trang là bình thường, giống như trước khi chưa lấy chồng vậy, nó không có một vết thương nào luôn. Đó, Trang lấy lại cái cân bằng cảm xúc của mình nhanh vậy đó, trong khi mà 2 tháng rưỡi ở Việt Nam đó, 3 tháng rưỡi ở Việt Nam đó. Và cũng nhờ những người bạn của Trang, những người đã giúp Trang vui vẻ đi chơi rồi động viên Trang nè, có rất là nhiều người bạn rất là dễ thương tốt với Trang, giúp Trang vượt qua cái giai đoạn đó, và gia đình nữa đó. Vì vậy nên là cũng cảm ơn vì những người bạn đó đã giúp Trang để hồi phục cái vết thương của Trang. Cho nên mà khi mà về lại Pháp sau 2 tháng rưỡi, lúc đó là Covid bắt đầu, Covid cái đó là đầu năm 2020 là Covid bắt đầu rồi. Lúc đó là Trang đi ngược về Pháp. Lúc đó là Trang không còn ghét ba mẹ chồng mình nữa. Lúc đó là yêu thương ba mẹ chồng lại rồi. Tại vì trước đó là Trang cảm thấy rất là ghét ba mẹ chồng mình luôn. Bởi sao? Mỗi lần á, mọi người tưởng tượng đi, giống như một người ghét đến nỗi mà mỗi lần Trang nghe cái tên ba mẹ chồng thôi Trang muốn mửa lên ngay lập tức vậy, Trang muốn nôn, muốn ói vậy mọi người. Mà Trang nhìn mặt họ Trang muốn ói luôn vậy. Nó khủng khiếp vậy, nó kinh khủng vậy. Đó là cái thời điểm Trang bị trầm cảm nặng đó, mà Trang sợ hãi ba mẹ chồng đến khủng khiếp vậy đó. Sợ hãi và cộng cái sự ghét nữa đó. Và đi sau khi từ Việt Nam trở về mà Trang không còn mang cái tâm lý đó nữa, Trang vui vẻ và Trang nói cười lại với ba mẹ chồng bình thường. Đó. Trang không còn nhớ chuyện cũ nữa mọi người, Trang quên hết luôn. Trang vui vẻ lại bình thường vậy á. Đó, về như mọi người thấy bây giờ hiện tại Trang ngồi trước mặt mọi người kể chuyện cho mọi người nghe là Trang đang có một cái đầu óc mở luôn, rất là mở luôn. Trang có thể nói hết thật hết những cái câu chuyện, những cái gì đã xảy ra với Trang, những cái gì mà Trang kể là thật sự 100% luôn mọi người, không có cái gì thêm bớt trong này. Trang chia sẻ thật hết á, không có một cái gì giấu giếm hết đó. Tại vì mọi người, có nhiều người cứ cà khịa Trang miết à, cứ cà khịa Trang chuyện con cái ngoài, cho nên Trang rất là bực bội luôn. Cho nên hôm nay Trang mới chia sẻ. Mà trước khi chia sẻ cái câu chuyện này thì Trang suy nghĩ đắn đo rất là nhiều, Trang không biết nên nói hay là không, nói hay là không, lúc nào Trang cũng vậy. Mà bây giờ Trang nghĩ khi mà Trang post cái video này lên, Trang sẽ chia sẻ trên Facebook. Tại vì Facebook của Trang có nhiều người bạn lâu năm lắm, nhưng mà rất cà khịa Trang luôn. Lúc nào cũng hỏi Trang, nhắn tin là sao không đẻ đi, sao giữ dáng hoài vậy, toàn nói những cái câu như vậy không à. Mọi người, tại sao cái năm 2019 á, từ 17 tới 19, lúc đó Trang lúc nào cũng đi tập, lúc nào cũng đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, lúc nào cũng uống thuốc, chích thuốc. Lúc đó Trang mập. Nhất là 2019 Trang có bầu thì Trang bị sảy thai, lúc đó Trang mập lắm, Trang 6 mấy ký lận. Mọi người khi mà bóc hình chụp hình mọi người cũng chê Trang, mà mọi người chê Trang lên bờ xuống ruộng luôn, mà mọi người chê Trang không còn cái nước nào để tát luôn mà. Đó, bây giờ Trang gọn gàng, Trang ốm lại, Trang chụp hình Trang bóc lên Trang khoe, mọi người cũng cà khị là sao. Trang nói thiệt Trang không có sống nổi với mọi người á, Trang nói thiệt á mọi người. Trang giờ Trang chỉ biết là cái bản thân Trang làm cho bản thân Trang vui vẻ là được rồi. Trang không có sống gì vì cái ý kiến của mọi người, Trang không quan tâm đâu. Mọi người có nói gì hay làm gì Trang cũng bỏ ngoài tai, Trang nói thiệt á. Miễn sao Trang làm Trang cảm thấy bản thân mình vui vẻ là Trang là được rồi.
tại vì mọi người đâu có nuôi Trang được ngày nào đâu, mọi người cứ thích cà khịa Trang miết thôi. Và mình nghĩ là sắp tới đây khi mà hết Covid rồi nè, vợ chồng mình sẽ hẹn bác sĩ thêm một lần nữa để mổ cho Trang và làm tiếp tục làm cái con đường thụ tinh trong ống nghiệm tiếp theo. Nếu mà thành công hay không thành công gì mình cũng sẽ làm một cái video để mình chia sẻ đến mọi người cái quy trình làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tại vì khi mình bây giờ mình kể lại chuyện mấy năm trước á, thì mình có một vài chi tiết mình làm thụ tinh trong ống nghiệm mà mình sẽ quên, không có nhớ rõ đâu. Mình chỉ kể lại quá trình xảy ra như vậy lướt qua thôi. Và ok, sau khi mà mình có làm thụ tinh trong ống nghiệm thì mình sẽ làm video tường tận hơn để mà trong cái quá trình mình làm như thế nào cho mọi người hiểu thêm ha. Bây giờ mình video mình chia sẻ tới đây thôi, mong mọi người xem mà cũng đừng có trách móc hay cái gì. Những cái gì Trang chia sẻ ra thì đừng có trách móc ba mẹ chồng hay cái gì đó, tại vì cái đó đã qua hết rồi. Trang muốn mọi người xem và hiểu hơn cái những cái khủng khiếp á, những cái giai đoạn mà buồn bã nhất của cuộc đời Trang xảy ra với Trang thôi, và hiểu Trang thôi, và đừng có đưa ra những câu hỏi mà cà khị hoặc những câu hỏi về chuyện con cái với Trang nữa. Trang cảm thấy rất là đủ, mệt mỏi lắm rồi. Cảm ơn những cái người xem video đến tận cái giây phút này, và chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn rất nhiều, hẹn video sau. Bye bye. Xin chào tạm biệt.